vai gáy, tê bì chân tay, hạn chế vận động, có tiếng lục khục khi cử động. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình, nguồn gốc thảo dược, có tác dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, tăng cường lưu thông khí huyết, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, nhà máy đạt chuẩn GMP, vùng trồng dược liệu đạt chuẩn quốc tế GACP, WHO. Viên khớp Tâm Bình được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn, hàng Việt Nam chất lượng cao, top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Đau lưng mỏi gối tê tay, thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Bảo Xuân được bình chọn là sản phẩm nội tiết tố nữ tin dùng số 1 tại Việt Nam. Bảo Xuân chứa hàm lượng hoạt chất cao, bổ sung nhân sâm, vitamin E và collagen, hỗ trợ làm đẹp da, cải thiện sinh lý, giảm bốc hỏa, mất ngủ, suy giảm nội tiết, dùng Bảo Xuân mỗi ngày. Danco Group, nhà phát triển bất động sản phong cách châu Âu, tự hào kiến tạo nên Danco City, khu đô thị đáng sống giữa lòng thành phố Thái Nguyên, sở hữu không gian sống xanh, nơi vượng khí đất lành cùng chuỗi tiện ích độc quyền, nơi hội tụ cộng đồng tinh hoa cùng những công trình nghệ thuật tầm cỡ, những kỷ lục xứng tầm, tâm điểm thịnh vượng mới của người Thái Nguyên. Danco City, đẳng cấp châu Âu, khởi đầu thịnh vượng. Một sản phẩm của Danco Group. Carnival, mẫu SUV đô thị hoàn toàn mới, vận hành mạnh mẽ, êm dịu và thoải mái với không gian nội thất rộng rãi, sang trọng và đầy đủ tiện ích. Bố trí ghế linh hoạt, đáp ứng nhu cầu trò chuyện, giao lưu, chăm sóc trẻ em chu đáo, thuận lợi. Hệ thống an toàn tối ưu, toàn diện, Kia Carnival xứng tầm đẳng cấp mới. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay Chủ nhật ngày 24 tháng 10 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Việc xử lý hành vi tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật khiến nhân dân tin tưởng, minh chứng, công cuộc chống tham nhũng không có vùng cấm, ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận sáng nay. Mưa lũ liên tiếp khiến một số tỉnh miền Trung bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Cảnh báo lũ quét sạt lở đất khi mưa lớn diện rộng dự báo còn tiếp tục đến ngày mai.
Một làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới đang có xu hướng lây lan nhanh tại nhiều nước trên thế giới do tỷ lệ tiêm chủng không đồng đều và sự thiếu hụt nguồn lực xét nghiệm ở những nước có thu nhập thấp. Thưa quý vị, sáng nay Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức trang trọng lễ trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh